Body Livy là dòng kem dưỡng trắng và make up da body đẹp, được nhiều chị em tin dùng. Hàng giả nhái ngày càng được sản xuất tinh vi hơn nhiều, nên trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn biết cách phân biệt hàng thật và hàng giả mới nhất nhé. Bên nào có video phân biệt hàng thật và hàng giả mới nhất thì bên mình sẽ để link bên dưới video này để bạn có thể cập nhật được hàng giả mới nhất như thế nào. Bạn cần tư vấn thì liên hệ với shop qua số Zalo bên dưới. Bây giờ mình sẽ nói ngắn gọn những đặc điểm khác nhau giữa hàng thật và hàng giả để bạn có thể biết mà mua đúng hàng chính hãng. Thì thiết kế của kem Body Livy là khá đơn giản, nên hàng giả nháy theo cũng rất dễ, bên tay trái của mình là hàng giả, nhìn không có gì khác biệt so với hàng thật bên tay phải. Khác nhau mà bạn có thể nhìn thấy, chính sự khác nhau giữa tem chống hàng giả này. Của hàng thật là tem ngang, còn của hàng giả thì nó dán dọc. Kiểm tra được hàng thật giả thì bạn có thể cào, lấy mã và nhắn tin theo cú pháp như hướng dẫn trên tem này nhé. Nếu có kết quả trả về thì là hàng chính hãng, còn nếu không có kết quả gì thì là hàng giả. Trong hộp kem bây giờ, hàng giả cũng giống như hàng thật, vì thiết kế kem Livy khá đơn giản, nên hàng nhái làm giả rất dễ, nhìn xung quanh sẽ không thấy có gì khác nhau cả, chúng chỉ khác nhau ở chất kem bên trong mà thôi. Ngay cả dưới đáy hộp kem, trước đây thì hàng giả không có dập nổi cánh chim như thế này, mà bây giờ cũng đã có in dập cánh chim giống như hàng thật rồi. Chữ in xung quanh đều gần giống với hàng thật, nên phân biệt khi nhìn từ bên ngoài là cực kỳ khó. Đây là chất kem bên trong, màu giống nhau. Nếu bạn đã mua hàng và sử dụng rồi thì có thể phân biệt thông qua mùi kem. Cả hai loại hàng thật và giả đều có mùi thơm, nhưng mùi thơm của kem giả thơm nồng hơn, còn kem thật thơm dịu nhẹ. Khi bôi kem lên da thì kem thật cảm giác mát lạnh, thấm nhanh vào da và bôi lên da được make up nhẹ nhàng bật tông lên mà không để lộ vân kem. Còn kem giả khi bôi lên da thì cảm giác khó tán kem, phải tán lâu mới thấm vào da, cảm giác hơi bết dít, nếu đánh không kỹ có thể để lại vân kem trên da. Đây là loại kem Livy giả khác, loại kem này dễ phân biệt hơn loại kem trước đó, đây là những điểm khác biệt bạn cần lưu ý trước khi mua kem này để không mua nhầm phải hàng giả. Ngoài vỏ hộp khá là giống nhau giữa kem thật và kem giả, nên chỉ có thể nhận ra một sự khác nhau rõ ràng bên trong hộp kem bên trong. Kem bên trong cũng khá là giống nhau, kiểu chữ kiểu in giống hệt nhau, chúng chỉ khác nhau ở chỗ này. Với đáy hộp kem, của hàng thật được in nổi logo hình cánh chim và dòng chữ Livy, trong khi đó hàng giả bên trái thì không có hình cánh chim và chữ Livy này. À ở loại hàng giả này thì trên nắp hộp kem cũng có in logo hình cánh chim giống như hàng thật. Tất nhiên thì chất kem giữa hàng thật và hàng giả cũng khác nhau rồi, chúng khác nhau cả về màu sắc, mùi thơm và cảm giác khi bôi lên da nữa. À tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đến với cách phân biệt loại kem li vi giả khác nữa. Đây là loại kem giả khác, bạn có thể phân biệt dựa theo những đặc điểm này nhé. Từ bên ngoài cũng thấy được sự khác nhau, nhưng cũng phải có hai hộp thật giả trên tay thì mới thấy được sự khác nhau, còn không thì cũng khó. Màu sắc của hàng thật và giả hơi khác nhau một chút. Đậy bên trong của hàng thật được dập nổi logo hình cánh chim, còn của hàng giả bên trái thì không được dập nổi logo hình cánh chim này. Khi mở nắp ra thì có thể thấy được chất kem nó khác nhau hoàn toàn, chỉ cần nhìn đã thấy được sự khác nhau rồi, chứ chưa cần bôi lên da mới cảm nhận được. Hy vọng qua video này, bạn đã biết cách phân biệt được những loại kem Livi hàng giả đang được bán trên thị trường hàng giả mới xài cũng đẹp nhưng về lâu dài nó cực kỳ có hại cho làn da